hoang thế? Gặp thần tiên chứ có phải gặp thần tài đâu. Chẳng lẽ không cần làm việc à? Cô nghĩ lúc Kim Lăng tỷ tỷ còn nhỏ đã gặp cao nhân chứ không phải thần tiên. Tỷ ấy đã học từ họ một loại cầm âm, phàm ai nghe qua đều phải nói thật. Từ đó sẽ không còn giả dối nữa. Nghĩa là sao? Tức là tiếng đàn có thể giải phóng linh hồn của ngươi bay lên trời. Sau đó ngươi có thể thông hiểu thiên cơ, hiểu được trí tuệ và văn minh nhân loại, từ phương trình phân tử đến lỗ đen vũ trụ. Không cần phải chém gió trước mặt con nít thế này đâu. Xin lỗi, kiến thức nhiều quá không kiềm chế được. Ăn rồi, đưa tiền đây. Bà xem những tên đàn ông kia kìa, thế gặp gái thì trong mắt muốn lọt ra ngoài. Có cần phải thế không? Phụ nữ chúng ta không bao giờ như thế. Phỏng rồi à? Phu nhân, bà sao rồi? Thanh Mai, người rốt cả kiểu gì thế? Muốn bị đòn hả? Còn nhà đầu chết tiệt, để bà già này thừa cơ là mẹ ta phỏng hả? Ta nói cho cô biết, ta nhìn mẹ cô là ta đã ghét cô rồi. Bà ghét tôi sao? Trên người bà toàn hàng giả, có ngon thì lột ra so với cái của tôi nè. Của ta là hàng giả hả? Ở đâu ra hàng giả? Cô xem cái nhẫn bông tai của ta đây, đều là hàng chính hãng cả đấy. Nếu không phải vì nhà cô có tiền, làm sao nhà tôi chịu cho con trai lấy loại đàn bà như cô về làm vợ? Đúng thế, tôi chả ưa gì cô. Ông nói cho tôi nghe xem chuyện này là thế nào. Tiểu thư, người của cô. Hay cho con yêu nữa, quá nhiên biết yêu thuật. Cũng may ta có chuẩn bị. Các vị đạo trưởng, ra tay đi. Bắt đầu tinh trận, yêu nữ mau hiện hình. Hiện hình đi. Thật ra tôi là tên bán thịt heo, còn tôi là người đổ phân, tôi là diễn viên. Nhưng mà chúng tôi đều có chung một lý tưởng, chính là âm nhạc. Hay quá. Cô đã phá hỏng hạnh phúc của Ngọc Phụng. Ta sẽ gả cô cho người đàn ông xấu nhất trấn này, Mao Đại Long. Ta sẽ khiến cả đời cô không ngày nào được yên thân. Hôm nay là tiết hoa đăng, ai nấy đều vui vẻ. Kim Lăng tỷ tỷ lại một mình lầm lũi xuất giá về nhà chồng. Cha mẹ tỷ ấy không đau lòng à? Cô nghe nói cha mẹ của Kim Lăng tỷ tỷ đã chết trong một trận ôn dịch. Cô ấy sinh ra không được bao lâu đã bị lão gia của Triệu phủ mua về làm a hoàng. Nhưng ai ngờ cô ấy càng lúc càng xinh đẹp. Mấy năm trước bọn họ dọn nhà đến Giang Nam. Triệu phu nhân vốn đã muốn đuổi cô ấy ra khỏi nhà từ sớm. Kim Lăng tỷ tỷ, đợi muội với. Kim Lăng tỷ tỷ. Thanh Mai, muội lại tự tiện chạy ra ngoài. Nếu để bọn họ biết lại đánh muội nữa. Đánh thì đánh, muội đã quen rồi. Tối nay tỷ phải xuất giá, muội nhất định phải đến tiễn tỷ. Đều do lỗi của muội, hại tỷ phải gả cho tên Đại Long gì đó. Chỉ là cái tên thôi, chưa chắc là người xấu. Muội có tin thần tiên không? Tỷ thì tin đó. Tỷ tin rằng ngài sẽ để cho tỷ lấy được một lang quân như ý. Mau Đại Long. Một giờ nhang trước. Tiệm Xuân Phong Mỹ Nhan Trang. Thì Văn Thắng, ta yêu chàng. Đừng chen lắm. Anh xem, đôi môi đỏ chót của huynh ấy đầy đam mê nhiệt tình. Chả trách trái đất bắt đầu ấm dần lên. Nếu tiếp tục như thế, hàng ngàn thiếu nữ chim cánh cụt, mấy bà nội trợ gấu bất cực sẽ không còn chỗ dung thân nữa. Thiếu gia,
Bỏ thêm đuôi hươu vào trong trà, để bọn họ uống thêm vài ly, lát nữa họ sẽ càng nhiệt tình hơn. Được, thiếu gia. Ba người đàn bà đợi ngài từ sáng sớm, giờ đang bắt đầu ẩu đả với nhau. Đây là thư mà Phan Hâm Mộ gửi cho ngài, đem đốt đi. Cho ông già quá cố của ta ở dưới âm phủ đọc từ từ, để ông ấy biết con trai mình lợi hại đến thế nào. Tôi đã tách ba người đàn bà đó ra, thông minh, có một người vui mừng đến mức đập vỡ bình hoa. Thì Văn Thắng chẳng thật vô lương tâm, còn bảo một ngày không gặp như xa 3 năm. Bây giờ nếu cộng lại thì hơn 100 năm rồi, cha định bắt nạt cô Nhi quả mẫu như thiếp sao? Đợi đã, chẳng thật vô lương tâm, lớp trang điểm của nàng sao thế, bị phai đi à? Bút kẻ mắt. Sao một nét vẽ của ta chỉ có một chữ có thể hình dung nàng lúc này? Đẹp, chẳng thật khéo ăn khéo nói. Sao tay nàng lại thô ráp thế? Nàng không dùng kem dưỡng ẩm của tiệm nhà ta sao? Hộp kem mới hết. Thật đau lòng ta. Người đâu? Đây thưa thiếu gia, cầm lấy. Ta đánh. Mau đưa vài thùng kem dưỡng ẩm đến phủ nhà phu nhân. Tại sao nàng lại làm như thế? Tại sao nàng không yêu bản thân? Tại sao nàng lại để ta đau lòng? Thiếp xin lỗi, xin lỗi. Lỡ như nàng có chuyện gì thì bảo ta phải làm thế nào? Lần sau thiếp không dám đâu. Còn lần sau nữa hả? Nàng hãy ngay lập tức trở về nhà thoa kem dưỡng ẩm ngay. Thoa nhiều vào để tối nay ta ghé phủ. Chàng còn bảo yêu thiếp, hôm nay là sinh nhật của người ta đó. Chẳng phải chàng bảo sẽ tặng quà cho thiếp sao? Nàng tưởng ta không chuẩn bị à? Đẹp quá. Ta đạp. Dám gạt ta ư? Ta đâu biết cô. Người giỏi lắm, quyền nhiều cô gái thế mà vẫn không nhầm lẫn. Bên trong còn ai nữa? Là tiểu phân của Phiêu Hương Viện. Cô ấy bảo đã tự mình chuộc thân rồi. Thắng Thắng, Phân Phân, nàng đến thật đúng lúc. Ta thật sự không thể chào tạm biệt nàng. Kể từ khi nàng cổ vũ ta, ta quyết định lên kinh ứng thí. Lên kinh à? Tiếp đã chuột thân rồi. Tiếp còn tưởng sẽ được sống yên ổn bên chàng. Thế à, cũng được. Thế thì ta sẽ cao chạy xa bay, ẩn cư nơi thôn sơn với nàng. Vì tình yêu, công danh, lý tưởng, gánh nặng có là gì cơ chứ? Đi, chúng ta đi thôi. Không được. Tiếp không ích kỷ thế được. Chàng hãy lên kinh ứng thí đi. Còn nàng thì sao? Ta đi rồi, nơi này nàng cũng không tiện ở lại. Không sao, thiếp sẽ đến Phiêu Hương Viện tiếp tục làm cô nương đợi chàng về. Thế thì không được. Hay là nàng lên kinh ứng thí, ta ở đây đợi nàng. Khi nàng có được công danh, mau trở về đón ta. Thế đừng nghĩ nhiều nữa. Đi đi, tiếp đợi chàng. Ta đợi nàng. Ta sẽ đợi nàng. Mau Đại Long. Nửa giờ nhang trước, Phiêu Hương Viện. Lưu đại gia, sao lâu rồi không thấy đến? Làm việc đi, tiếp đại lý công tử kìa. Các vị đại gia chơi vui nhé. Cô nương xin dừng bước. Tiểu nữ Mai Thập Nương xin chào quan nhân. Tôi không hỏi tên họ cô là gì, tôi chỉ muốn hỏi cô có giống như những người khác, đều đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Vẻ ngoài và ngoại hình chính là một lớp da bên ngoài. Làm người quan trọng nhất phải có trái tim nhân hậu. Xem ra những cô nương ở đây đều hiểu lầm công tử rồi. Nếu trong lòng công tử có tâm sự gì khó chịu, cứ kể hết cho thiếp nghe. Tiểu nữ rất sẵn lòng lắng nghe. Cô thực sự muốn nói chuyện với tôi sao? Vâng. Tốt quá. Cô có ngại để tôi gặp cô không? Không thành vấn đề. Công tử, tiểu nữ vào đây. Nếu cô không ngại, hay là để tôi đi ra. Dừng lại, đến nơi rồi. Mai Thập Nương, cô sao thế? Mau Đại Long. Muội đi trước đây. Tiết hòa đăng thì liên quan gì đến tên nghèo kiết xác như ngươi? Ngươi là đến Phiêu Hương Viện để chơi gái à? Ai mà dám lấy tên xấu xí nhà ngươi chứ? Đây là chuyện giữa phu thê chúng tôi, không liên quan đến ngươi. Huynh là Mao Đại Long. Chính là tại hạ. Cô nương là... Nô gia là thê tử của huynh Hứa Kim Lăng. Tướng công, chúng ta đi thôi.
Đại ca, Quỳnh làm gì thế? Quỳnh mau vào nhà đi, Quỳnh làm cái quái gì thế? Quỳnh không biết uống rượu dao bôi. Có ai sinh ra mà đã biết đi vệ sinh đâu. Quỳnh cứ học đi. Đi nhà xí làm gì phải học. Nó tự ra mà. Thế thì thuận theo tự nhiên, mau vào đi. Quỳnh sao thế? Quỳnh đã mấy chục tuổi rồi, mắc cỡ. Mụi ấy cũng có một cái khăn như thế mà. Chúng ta cùng uống một ly nhé. Để chúc huynh tẩu bạc đầu răng long, vợ chồng chung lòng, thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, tiền tài dồi dào, cạn ly. Tiểu nữ tử lượng không giỏi, không biết uống. Hay là để muội đàn một bản cho mọi người nghe. Loại phụ nữ này thật biết lấy lòng đàn ông, để thấy đúng không? Nếu lát nữa nàng ấy đàn giỏi hát hay, nhớ thưởng tiền cho nàng ấy. Nghe hay không? Hay. Huynh rất thành thật. Còn huynh thì sao? Hay. Huynh đệ hai người lúc nào cũng đến kỹ việc uống rượu chơi gái sao? Đúng thế. Uống rượu chơi gái. Nhưng đệ không có. Tại sao? Vì đệ đã tự hứa với lòng, không thể làm gì có lỗi với tình yêu đầu. Tình yêu đầu à? Tình đầu của đệ là từ khi nào? Vào một ngày hè 18 năm trước, đệ đã gặp một cô gái ở bên suối. Cô gái đó đang làm gì? Giặt quần áo. Đệ thích nhìn cô ấy giặt đồ. Lúc cô ấy giặt đồ, giống như đang nói chuyện yêu đương với quần áo vậy. Không chỉ thế, sau khi giặt đồ xong, cô ấy còn rửa trái cây. Đệ chưa từng gặp một cô gái đáng yêu như thế. Vốn dĩ đệ đã hẹn gặp cô ấy lần sau, nhưng cô ấy không xuất hiện, chỉ để lại một cái vòng tay. Hay lắm. Loại phụ nữ này rất